Hoa phong lan rất phổ biến và được nhiều người chơi hoa yêu thích. Tuy nhiên, đối với những người ngoại đạo hay mới tập chơi, thì việc nhận biết tên các loại hoa phong lan là khá khó khăn. Mỗi loại hoa có một màu sắc khác nhau, và nó khác nhau từ màu sắc cho đến ý nghĩa. Có những loại hoa mang vẻ đẹp dịu dàng, có những loại hoa mang vẻ đẹp của một sự mạnh mẽ, nhưng cũng có những loại hoa mang vẻ đẹp của nét đẹp sang trọng, quý phái. Hoa lan là một trong những loại hoa đa dạng về chủng loại, nguồn gốc và lan rừng Việt Nam ngày càng quý hiếm. Đặc biệt, hoa phong lan rừng cũng là loại hoa đa dạng về màu sắc. Mỗi màu sắc đó lại mang một vẻ đẹp riêng và cũng được trồng phổ biến ở nhiều nơi. Nên đây cũng là một trong những cây hoa cảnh phổ biến và được ưa chuộng, mang phong thái của tầng lớp quý tộc. Nếu như bạn đang muốn lựa chọn hoa phong lan để làm quà tặng hay là tự thưởng thức mà còn đang phân vân trong việc lựa chọn hay là không biết địa chỉ nào cung cấp hoa uy tín, thì hãy đến với Minh Tuấn Orchid tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Số điện thoại 0844 571 234 0356 507 878. Minh Tuấn Orchid đã và đang hoàn thiện, cập nhật những dòng hoa mới nhất với vẻ đẹp sang trọng, dễ chăm sóc, đa dạng chủng loại từ thường gặp cho đến quý hiếm. Khi đến với vườn lan, quý khách còn được tư vấn đầy đủ và chi tiết về cách lựa chọn các loại hoa phù hợp với sở thích, điều kiện thời tiết, không gian gia đình bạn. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng hoàn hảo nhất, với các mặt hoa dòng lan cao cấp, hoa bệt, tức gọi là bệt cao cấp, giá trị kỳ thấp nhất là 5 triệu và cao nhất là 30 triệu. Hàng va còn gọi là phi điệp 5 cánh trắng, giá trị giao dịch mỗi kỳ tùy mặt hoa dao động từ 20 triệu cho đến 200 triệu. Cánh bầu, giá trị giao dịch từ 3 đến 5 triệu trên một kỳ. Chơi lan là một thú chơi xa xỉ của người giàu. Vỏ lan có giá trị càng cao càng thể hiện độ chịu chơi và hiểu biết của người chơi. Bởi vậy, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại lan quý hiếm và đắt đỏ được giới chơi lan săn lùng. Người ta phân thành các loại hoa lan khác nhau, phổ biến hơn cả các loại lan rừng vì vẻ đẹp của hoa phong lan rừng được đánh giá là hoang dã, độc đáo. Người chơi các loại hoa lan rừng phải có mắt nhìn và độ cảm nhận cao. Chính vì điều này khiến cho các loại phong lan quý, đặc biệt là lan rừng được săn đón hơn cả. Dù bạn ở đâu và bất kỳ lúc nào, Minh Tuấn Orchid luôn sẵn sàng phục vụ bạn bằng chất lượng tốt nhất, cam kết những chậu hoa lan bạn nhận được là những mặt hoa cao cấp, giá trị nhất. Nêu cao phương châm, chất lượng là hàng đầu, uy tín là cốt lõi. Minh Tuấn Orchid luôn cam kết mang lại những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ thân thiện chu đáo cùng mức giá thành cạnh tranh là sự lựa chọn tối ưu nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Nhận vận chuyển tận nơi tại thị trường Đắk Lắk và phân phối đến mọi tỉnh thành nếu khách hàng có nhu cầu. Mọi thông tin chi tiết về Minh Tuấn Orchid, mời quý khách hàng liên hệ theo số hotline 0844 571 234 0356 507 878. Rất hân hạnh được phục vụ.